xe nữa. Chúng con xin chuyển đến trên chư công đức tận đi cùng với đại chúng để trong cái không khí hoan hỷ này là người thầy ban. Con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera Hương Linh Nguyễn Minh Hiếu, Pháp danh Phúc Nghĩa, camera đạo tràng Minh Thành 1, đạo tràng Minh Thành 2 ạ. Cái âm thanh ở Đại Tùng Lâm bị vang, bị dội lắm rồi nha. Dạ vâng, con kính bạch sư phụ là ở bên này chúng con thời gian chuẩn bị ít quá và âm thanh thiết bị bị thiếu ạ. Chính vì vậy mà chúng con chưa có thể nào mà hoàn thiện được trong một cái thời gian có rất là ngắn. Nam mô A Di Đà Phật, con xin đọc lời chị ân khen cho gia đình. Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy Nhật Võ Hoàng Tịnh này. Con xin kính thưa ba tổ chức đường cung thế giới và biển, con trai của con là Nguyễn Minh, con trai của Nguyễn mẹ Nguyễn Thị Xòe, mẹ con là 86 tuổi. Mẹ con từ trước không biết đến công niệm Phật, cũng không đi chùa ở cách đây nửa năm so tuổi già, khiến mẹ con không phải tu viện nhiều may. A Di Đà Phật, đã có chút tạm hối, con xin đọc lại lời chân. Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính chào công niệm Đức Tăng Ni, con xin kính chào thầy Nguyễn Ân Tịnh Hải và ba tổ chức đường cung thế giới. Con là mẹ của cháu Nguyễn Minh Hiếu, phát danh Phúc Nghĩa, cháu Hiếu 16 tuổi, cháu phát hiện bị ung thư sinh môn được hơn 1 năm, cháu phải cưa mất một chân, cháu đau đớn vô cùng, không lúc nào là người không đau. Gia đình con đã chắc chắn cũng không còn một tia hy vọng nào nữa. Gia đình con được người mời ban đồng nghiệp, chúng con đã mời đạo trưởng công phượng để có quốc vai nhận ca, đạo trưởng nhận ca và đồng nghiệp người tổng quẩn. Nhắc nhở niệm Phật, cháu nghe lời niệm Phật, quyết lòng và sinh tây phương cực lạc. Nhưng lúc đau cháu không niệm Phật được vì đau đớn quá, chỉ có một nhắc thì cháu mới thổi được câu A Di Đà Phật. Đạo tràng này đem thuốc trực niệm Phật cho cháu, cháu rất là có thuốc. Trước ba năm cháu xả bỏ vào tâm, được thầy Hiệu Ân Tịnh Hằng của quốc vị và hướng dẫn cho cháu con được và sinh về tây phương cực lạc. Nghiệp chướng của cháu quá nặng, hộ niệm được đạo tràng mấy tấn, sau đó chính con vào cách ly cho con và ông hồ cũng thành tâm khuyên cháu, nhắc nhở cháu cách làm quên chú thân cho đời quyết chí niệm Phật và niệm tận sức khai thị đến tuổi 8 đến thì đường chuyển để về và nhóm quốc qua lại niệm Phật tiếp cho cháu đến tận 36 tiếng. Gia đình chúng con vô cùng cảm ơn ban tiếng Minh Thành Đa Phượng, nhóm một tiếng Quốc Quai, quân quả ngài từ sáng xa xôi, ngày đêm túc trực để giúp đỡ gia đình. Ba đồng nghiệp thật nhiệt tình, không lấy bất cứ một điều gì của gia đình, mà coi cháu nhớ như người khác. Con thấy những người hình vật tốt quá. Cuối cùng con, thay mặt gia đình xin hạnh kính tri ân, công đức của thầy Nhân Pháp Tịnh Hằng. Chúc cho đạo tràng Đa Phượng luôn ngủ trên, giúp người bằng sinh tây phương cực lạc. Nam mô Đà Phật. Xin đại chúng đồng chẳng khó khăn cho mọi người. Để cảm nhận những chiếc lương 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 của các đơn vị hàng của các đơn vị đã ủng viên giúp cho cháu để lành quả tướng thật là bất khả tư nghỉ. Chư tổ có tận rõ thời mạc pháp của môn tư người không hẳn có người trực tắc. May nhờ các con niệm Phật mới sắp tới luân hồi. Hiện ngài Thiện Đạo Đại Sư là tổ tịch của ta, tương truyền ngài là cái gì là Phật quá thân. Ngài nói rõ nếu có một việc tổ chém léo một việc thì một vạn người tu một vạn người vãng sinh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi muốn nói với các bạn,